định về quỹ đất để phát triển nhà ở từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Căn cứ Điều 32 Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2025 quy định về quỹ đất để phát triển nhà ở như sau. Diện tích đất để phát triển nhà ở phải được xác định trong quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, quy hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đại học, quy hoạch xây dựng khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc bố trí diện tích đất để phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở trên địa bàn trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt, tuân thủ quy định của luật này và pháp luật về đất đai. Việc bố trí diện tích đất để phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư phải tuân thủ các quy định nêu trên, quy định tại các mục 2, 3 và 4 chương 4 luật nhà ở 2023. Việc bố trí diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân phải tuân thủ các quy định nêu trên và quy định tại chương 6 luật nhà ở 2023.